Vâng, sở hữu cô chúng em xin kính chào tất cả các quý khách. Trước mắt các bác đây là một mẫu bàn ghế Âu Á tay hộp Trương Nguyên Thư, chất liệu bằng gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi nha các bác nhé. Mẫu bàn ghế này được bán chạy cực kỳ là chạy trong thời gian vừa qua. Với thiết kế gồm 6 món cột đoạn dài, 2 ghế đơn, 1 bàn, 1 đôn kẹp và 1 đôn ngồi. Và chất liệu gỗ hương đá thì cực kỳ là uy tín, chất lượng, dùng bền bỉ theo thời gian đi các bác nhé. Đây. Với kích thước chiều dài của ghế là 2m4, cột 10 chân 10, hàng 8 chân, 4 chân trước, 4 chân sau, như các bác nhìn thấy trên màn hình đây. Vân gỗ tự nhiên 100%, các bác có thể đến trực tiếp cơ sở kiểm tra hoặc đặt hàng, bên em vẫn giao hàng đến tận nhà cho các bác, đặt hàng kiểm tra đúng mẫu mã ưng ý. Và với chiếc hai ghế, hai chiếc ghế đơn rộng 90 và 1m1, và toàn bộ vách em đục CNC nhá và đã sửa lại bằng tay, cực kỳ là sắc nét cho các bác. Với giá chỉ có 25.500.000, các bác có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0961263533. Đây. Và kế tiếp là chiếc bàn lớn với kích thước dài 1m4 rộng 70. Và mặt bàn, toàn bộ mặt ván bàn, mặt ván ghế này em làm ván liền hết nhá các bác nhé. Ở giữa em đục chống đồng và bốn góc có họa tiết hoa lá tây. Với thiết kế của bàn gồm hai ngăn kéo hai bên, mỗi ngăn kéo một bên cho các bác để đồ phòng khách nhà mình rất là tiện lợi. Đấy. Và kế tiếp là chiếc đôn ngồi với kích thước 70x40, các bác có thể kẹp giữa đầu bàn hoặc giữa hai ghế kia, đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình nhé. Và tiếp theo bộ bàn ghế là chiếc đôn ngồi với kích thước 40x40, đấy, tổng bộ bàn ghế chiếm khoảng độ 8-9m2 phòng khách nhà bác. Các bác có thể lựa lọc phòng khách nhà mình để thiết kế, sắp xếp bàn ghế cho nó hợp lý nhé các bác nhé. Và bên em có vận chuyển hàng toàn quốc và miễn phí vận chuyển 100 cây nhé, tính từ xưởng em đi đây. Xưởng em tại làng nghề đồ gỗ Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Cái nào ở gần thì có thể qua trực tiếp xưởng em tham quan, đặt hàng, và có thể đặt hàng theo nhu cầu, theo sở thích của mình, làm nào cho nó hợp lý và phù hợp với giá tiền kinh tế mỗi người các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em và mong các bác cho em một lượt chia sẻ, một lượt like đến với những anh em bạn bè đang cần sắm đồ gỗ nội thất nhé. Ngoài bàn ghế ra, bên em có rất nhiều các mặt hàng khác, kệ tivi, giường tủ, và ngoài mẫu Âu Á này ra, bên em có rất nhiều mẫu khác cho bác lựa chọn. Đây, có đặt hàng theo yêu cầu. Các bác nào muốn tư vấn thì có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại 0961263533. Cảm ơn các bác xem video nha.